Hello, xin chào mọi người. Tiếp tục trong kỳ nghỉ 7 ngày tại miền Nam nước Pháp thì hôm nay nhà mình có đến tham quan một đất nước rất là đặc biệt, chỉ cách 30 phút đi ô tô từ thành phố Nice của nước Pháp. Diện tích quốc gia này chỉ có 2 km², rất là nhỏ bé nhưng lại giàu có, đứng nhất nhì trên thế giới tính theo chỉ số GDP trên đầu người, và đó chính là công quốc Monaco. Và lý giải vì sao đất nước nhỏ bé này lại giàu có đến như vậy? Đó là vì tất cả các mặt hàng ở đây đều được miễn thuế. Người dân ở đây không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Vì vậy, đây là quốc gia được rất nhiều triệu phú, tỷ phú trên thế giới lựa chọn là nơi để nhập cảnh. Tại đây có tất tần tật các dịch vụ từ giàu đến siêu giàu, phục vụ cho đủ các tầng lớp quý tộc, thượng lưu từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Cho nên Monaco cũng là một trong những thành phố đắt đỏ bậc nhất ở châu Âu với chi phí sống khá cao. Đến đây bạn sẽ không phải ngạc nhiên vì sao lại có nhiều siêu xe đi đầy ngoài phố thế kia. Và đôi khi mình cảm thấy là mình quá nhỏ bé khi tới một thế giới quá xa hoa và hào nhoáng đến như vậy. Với mình là một du khách thì mình nghĩ được đến đây trải nghiệm một lần là đủ rồi. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã chọn và xem video này cùng với Mianawi ha. Hôm nay thì nhà mình có một chuyến đi du lịch nho nhỏ đến một đất nước rất là thú vị. Đây là một đất nước nhỏ thứ hai trên thế giới, nếu mà không tính Vatican, đất nước trong lòng trong lòng của nước Ý, thì đây sẽ là đất nước nhỏ nhất trên thế giới. Tuy nhiên lại là một đất nước giàu nhất trên thế giới tính theo chỉ số GDP bình quân trên đầu người. Thì đây chính là công quốc Monaco, một đất nước nhỏ bé và nằm ngay gần thành phố Nice của Pháp, chỉ mất có khoảng 30 phút đi ô tô. Và bây giờ thì mình đang đứng ở khu mua sắm sầm uất và sang trọng nhất của đất nước Monaco này. Mọi người có thể nhìn thấy là xung quanh mình đều là hàng hiệu thôi. Thì nhìn rất là sang chảnh. Thành phố này ngoài đặc điểm đó là có những siêu xe, có những du thuyền hạng sang, thì có một sòng bài rất là nổi tiếng. Và sòng bài này thì được ví như là Las Vegas của châu Âu vậy đó mọi người. Chút xíu nữa thì chúng ta sẽ đi ngang qua cái sòng bài đấy nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi dạo một vòng ở trong trung tâm của thành phố này. Đi thôi. Nhắc đến công quốc Monaco, không thể không nhắc đến sòng bài nổi tiếng thế giới có tên là Monte Carlo, vốn được sánh như là Las Vegas của châu Âu. Nơi đây được chọn để quay những bộ phim bom tấn Hollywood như là Điệp viên 007 hay Sòng bạc Hoàng gia. Nơi đây được mở cửa từ 2 giờ chiều cho khách chơi và cả khách tham quan du lịch. Phía trước sòng bài thì bạn sẽ vô cùng choáng ngợp bởi những dãy siêu xe đậu thẳng tắp vô cùng xịn sò và đẳng cấp. Thank you.
Ôi là trời, tại vì mình đang bận cầm máy quay phim á, cho nên là có giao túi sách và mũ nón cho bố Quân cầm, cho nên là nhìn bố Quân không khác gì một diễn viên hài đi giữa thế giới sao hài mọi người. Về coi lại clip tôi thấy buồn cười quá trời luôn. Và bây giờ thì nhà mình sẽ cùng nhau đi vào tham quan cái sòng bài này để xem là bên trong sao hoa cỡ nào và nhìn lộng lẫy cỡ nào mà mình được review ở trên mạng rất là xịn sò luôn đó. À. Wow. Đẹp chưa? Đẹp quá luôn à? Quá là đẹp. Này là cái gì ấy nhỉ? Hả? Tấm treo. Đẹp quá đi không? Nếu ai mà muốn chơi thì chắc là vào trong nữa kìa. Trong bên trong kìa, bên trong. Khu vực mà mọi người đang xem đây là sảnh chờ. Khu vực này được mở cửa dành cho khách du lịch vào tham quan, có thể quay phim và chụp hình lưu niệm. Và để vào được bên trong của sòng bài, để chơi bài thì mọi người sẽ phải đi qua quầy lễ tân và mua vé ở quầy lễ tân. Đi casino, riêng đi casino ở đây thì mọi người phải mua vé giống là mua vé vào cổng rồi đó. Trời ơi, lần đầu tiên thấy casino kiểu vậy. Nếu mà mua vé vào cổng ở đây, một vé là cho một người lớn là hết 17 euro. Và mọi người nhớ là mang theo passport hoặc là giấy tờ tùy thân á thì mới được vào ha. Đó, thì khu vực chơi là bên trong. Đây là một chiếc siêu xe gì thì mình không biết. Sau khi vào tham quan ở bên trong sòng bài thì lúc trở ra nhà mình có nhìn thấy những chiếc siêu xe rất là đẹp, rất là sang trọng, cho nên là cũng có dừng lại ngắm một chút mọi người ạ. Cast một cái dàn đứng kiểm tra. Dàn gọi là security đó. Đó, đi nào. Mà rất tiếc xe này không phải xe của mình nhá. Đẹp chưa? Vin vin. Ba chị em đứng kế bên cô quay phim xem nào. Đẹp quá chưa? Oh, wow. Xe gì mà ai cũng quay phim vậy, chụp hình vậy. Rio, nhìn cái xe ghê không? Xe này xe đua đấy. Porsche. Xe này xe Porsche. Không phải, xe này có biển đến từ nước nào ấy. Kuwait. Không biết luôn. Wow. Làm siêu xe. Không phải con, đều không phải. Ở đây là xe gì đây Dio? Biết không? Đó. Xe gì? Porsche à? Mẹ chịu, mẹ không biết xe nào hết. Mọi người thấy chưa? Rất là sang chảnh. Đó. Đây là nơi mà các triệu phú, tỷ phú, nhất là khu vực châu Âu thường bay đến để chơi casino. Khuôn viên xung quanh phải nói là quá là sang chảnh nhé mọi người. Wow, mà lên trên đồi nữa cơ, đẹp quá. Cứ như là triển lãm xe ấy mọi người. Đi mình đi sang bên này mình xem. Nào, xe nào là siêu xe. Hoành tráng quá đi không? Ớt. Mấy cái xe này là siêu. Ớt là siêu xe hết. Rio nói là xe nào cũng là siêu xe. Đi đằng trước đây. Đi đây, đi đây, đi đây. Không. Xe này là siêu xe. Xe nào? Ồ, anh đi ơi, nói ồ mọi người. Thấy không?
những chiếc siêu xe của người ta đi dựng đi nhà hàng dựng ở bên đường á. Bugatti nè. Rio ra đây. Này, xe Bugatti này cũng là siêu xe nhá. Bugatti, xe Bugatti đi được 8 triệu, 8 Bugatti. Một ngày chỉ cần lang thang ở đây thôi là cũng khiến bạn kiểu như là choáng ngợp đấy. Choáng ngợp với cái sự giàu có của nó mọi người ạ. Xung quanh khu này thì toàn là nhà hàng sang trọng và những shopping mall rất là mắc tiền. Đó, và những chiếc xe thì khỏi phải nói rồi. Đẹp quá. Đây, nữa này đi ô, xe gì đây? Sava, bên này nói tiếng Pháp. Đi ô, sang, ra xem. Bugatti. Để cẩn thận, đứng ở đây rồi. Có gì đây? Porsche. Mama, Porsche. Cái 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 Aston Martin. Oh, Ferrari. Đây Lamborghini này. Và vlog ngày hôm nay đến đây là chuẩn bị kết thúc rồi mọi người ơi. Cảm ơn các bạn đã cùng mình xem vlog này ha. Vlog sau thì mình sẽ đến thăm những địa điểm thú vị khác tại miền Nam của nước Pháp. Và mình luôn chúc các cô chú, anh chị em, bạn bè gần xa luôn nhiều niềm vui và sức khỏe. Nếu bạn yêu quý gia đình mình và mong muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống ở Bắc Âu hay những chuyến du lịch gia đình nho nhỏ thì luôn mong mọi người kết nối và ủng hộ Mianawi. Đừng quên tặng mình một lượt bình luận, lượt đăng ký kênh để chuông để chúng ta sẽ gặp lại nhau ở vlog sau ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.